Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. MU và Liverpool tranh giành sau Atalanta. Messi úp mở lên tuyển. MU muốn kích nổ bom tấn. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Santika Jokla chuẩn bị trở lại Arsenal. Đích thân Santika Jokla xác nhận anh đã nói chuyện với huấn luyện viên Mikel Arteta về việc trở lại sân Emirates trong tương lai gần. Jokla nói với Sky Sports: "Tôi có tình cảm rất đặc biệt với Arsenal. Tôi đã trải qua 6 năm tuyệt vời ở đó và tôi biết mọi người ở đó yêu mến tôi đến nhường nào. Tất nhiên tôi may mắn được ở chung phòng thay đồ với Mikel Arteta và giờ anh ấy là huấn luyện viên. Chúng tôi đã trò chuyện về điều đó nhưng hiện tại tôi không tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc đóng góp cho câu lạc bộ này, Oviedo, và tiếp tục tận hưởng bóng đá với tư cách là một cầu thủ. Sau đó, chúng ta sẽ xem tương lai sẽ ra sao với tôi. Rõ ràng Arsenal là câu lạc bộ luôn để ngỏ cánh cửa cho tôi quay trở lại. Nhưng hiện tại tôi đã tập trung với trận playoff và cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình Beekincheck K1. Beekincheck K1 chi 85 triệu euro, MU muốn kích nổ bom tấn. Theo tin tốt, Quỷ Đỏ sẵn sàng chi đậm vì ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha. Sự phát triển vượt bậc của Onyevets giúp anh nhanh chóng trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Bất chấp việc Benfica đang ra sức giữ chân tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, đã có hàng loạt đội bóng lớn ra sức chèo kéo anh rời khỏi Benfica. Bên cạnh Arsenal hay Liverpool, Manchester United cũng đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua. Họ cần nâng cấp chất lượng hàng tiền vệ sau khi chứng kiến Casemiro sa sút phong độ, còn bản hợp đồng mượn từ Fiorentina, Amrabat không đáp ứng được sự kỳ vọng. Man U được cho là đã gửi một lời đề nghị đến Benfica nhưng bị từ chối. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì với mục tiêu này. Theo tin tốt, Quỷ Đỏ chuẩn bị cải thiện đề xuất của mình khi nâng mức giá lên 75 triệu euro. Nếu tính đến các điều khoản bổ sung, con số có thể chạm ngưỡng 85 triệu euro. Tuy nhiên, phía Benfica chỉ chấp nhận nhả người trong trường hợp điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro được kích hoạt. Ten Hag được người tiền nhiệm ủng hộ. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã trải qua một mùa giải sóng gió tại Man United. Tương lai của ông ở sân Old Trafford hiện vẫn đang là một dấu hỏi. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan đã nhận được sự ủng hộ của người đồng hương và cũng là huấn luyện viên tiền nhiệm Louis van Gaal. Erik Ten Hag không nên bị sa thải. Anh ấy đã giành chức vô địch FA Cup và giúp Man United dự Champions League trong năm đầu tiên. Vì vậy tôi không nghĩ rằng họ cần phải sa thải anh ấy. Erik cần thêm thời gian. Anh ấy đã không làm quá tốt ở mùa giải trước. Bạn có thể chỉ trích anh ấy, nhưng Erik Ten Hag đã chứng minh rằng anh ấy là một huấn luyện viên tài năng, Van Gaal phát biểu với Sky Sports. Luxor, lẽ ra tôi không nên ra sân. Chia sẻ trên Telegram, hậu vệ Luxor đã bác bỏ những nhận định cho rằng anh ưu tiên đội tuyển quốc gia hơn câu lạc bộ. Luxor là hậu vệ trái duy nhất của Gareth Southgate trong đội hình bay tới Đức vào thứ hai, nhưng vẫn chưa tập luyện đầy đủ sau chấn thương gân kheo và những chấn thương khác trong 4 tháng qua. Cầu thủ 28 tuổi sẽ bỏ lỡ trận mở màn Euro 2024 với Serbia ở Gelsenkirchen vào Chủ nhật. Lần ra sân gần nhất của So là vào ngày 18 tháng 2, khi anh ấy bị chấn thương ở trận đấu với Luton Town và anh ấy thừa nhận rằng lẽ ra mình không nên thi đấu sau khi gặp trong trận gặp Aston Villa. So nói, tôi cảm thấy có điều gì đó ở trận đấu với Villa. Đó là lỗi của mọi người. Một phần lỗi của tôi, một phần lỗi của nhân viên y tế. Tôi nghĩ ai cũng sẽ thừa nhận điều đó. Tôi đã không tập luyện cả tuần, rồi chỉ tập luyện một ngày trước trận đấu. Nếu huấn luyện viên yêu cầu tôi chơi, tôi sẽ không bao giờ nói không. Lẽ ra tôi không nên ra sân, nhưng tôi luôn nói rằng tôi luôn đặt đội bóng lên trên tất cả. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Sau bày tỏ sự tức giận trước những ý kiến rằng anh ấy ưu tiên Euro hơn Man United, tất nhiên tôi đã cố gắng trở lại cho các trận đấu và trận chung kết. Tôi đã trở lại quá nhanh và thực sự tôi đã dính một chấn thương khác ở gân kheo cách trận chung kết 3 tuần và họ nói rằng đó là chấn thương kéo dài 6 tuần. Đó là lý do tại sao có sự thụt lùi. Có một vài người đến gặp tôi và nói, làm sao bạn không thể thi đấu cho Man United nhưng lại kịp trở lại với đội tuyển Anh, nhưng tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể. Tất nhiên như tôi đã nói, điều đó thật đáng thất vọng đối với tôi. Tất nhiên tôi muốn làm mọi thứ có thể, trước hết là cho United. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Beekincheck Mo Saliba, tôi nằm trong top 3 trung vệ hàng đầu tại Premier League. Trung vệ William Saliba tự tin cho rằng trình độ của bản thân mình đang thuộc top 3 trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Anh nói, tôi không phải là người thích nói quá nhiều về bản thân. Nhưng theo tôi nghĩ thì tôi hiện đang thuộc top 3 trung vệ xuất sắc nhất Premier League. Thật đấy, màn trình diễn của tôi mùa trước và mùa giải năm nay xứng đáng nằm trong top 3 trung vệ hàng đầu. Sau khi đội tuyển Anh bất ngờ nhận thất bại trong trận giao hữu trước đội tuyển Iceland, hàng loạt tờ báo tại xứ sở sương mù đã đưa hình ảnh của tiền đạo Bukayo Saka lên trang bìa để nói về trận thua của Tam Sư. Điều đáng nói là Saka chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 65, trong khi nhiều ngôi sao khác được xếp đá chính đã gây thất vọng. Việc truyền thông Anh dùng hình ảnh của Bukayo Saka làm trung tâm cho thất bại của đội nhà đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thể hiện sự phân biệt chủng tộc của truyền thông Anh, giống như cách mà họ từng hướng sự chỉ trích vào các cầu thủ da màu đã hỏng phạt đền tại chung kết Euro 2020. Huyền thoại Ian Wright bức xúc viết trên cá nhân, giờ là thời điểm mà chúng ta cần đứng phía sau và ủng hộ các cầu thủ chứ không phải gây ra sự chia rẽ. MU và Liverpool tranh giành sau Atalanta. Theo tờ Daily Mail, MU và Liverpool sẽ cạnh tranh cho chức khí của tiền vệ Kolmane của Atalanta hè này. Cầu thủ 26 tuổi đã có một mùa giải thăng hoa ở Atalanta. MU sẵn sàng chi ra 60 triệu euro ở thương vụ này. Tuy nhiên, tờ Daily Mail nói thêm rằng, sự tập trung chính của MU vẫn là thương vụ Roel Neves và đã chính thức gửi đề nghị đến Benfica với mức phí 60 triệu euro bikin check kèm 1. Messi mở việc tham dự World Cup 2026. Siêu sao Lionel Messi chuẩn bị cùng đội tuyển Argentina bước vào tranh tài tại Copa America 2024. Đây có thể chưa phải là giải đấu quốc tế cuối cùng của Antunga. Khi được hỏi về cơ hội tham dự World Cup 2026, Messi trả lời, điều đó còn phụ thuộc vào thể trạng của tôi và liệu khi đó tôi có cảm thấy mình còn đủ đẳng cấp để thi đấu và giúp đỡ các đồng đội hay không. Cho tới thời điểm đó còn nhiều thời gian. Tôi không biết rằng khi đó mình sẽ cảm thấy như thế nào. Tuổi tác là sự thật tàn nhẫn. Giờ tôi không thể thi đấu với cường độ 3 ngày trên trận như khi còn chơi bóng tại châu Âu. Phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai Beckenbauer K1. Beckenbauer K1 Phil Foden sắp trở thành cầu thủ người Anh được trả lương cao nhất lịch sử. Manchester City muốn gắn chặt viên ngọc quý của họ với sân Etihad và nửa xanh thành Manchester sẽ gửi một lời đề nghị siêu khủng với hy vọng có thể gia hạn với Foden. Theo đó, Man xanh có thể tăng lương gấp đôi cho Foden lên khoảng 375.000 bảng mỗi tuần. Fenerbahce của Mourinho muốn gây sốc với Mason Greenwood. Fenerbahce vừa bổ nhiệm Joe Mourinho trở thành huấn luyện viên trưởng. Họ đang lên kế hoạch chiêu mộ Mason Greenwood từ MU. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận chi 50 triệu bảng bao gồm cả phụ phí. MU được cho là sẵn sàng bán ngôi sao của mình, nhưng một số nguồn tin cho rằng tiền đạo người Anh không muốn làm việc với Mourinho. Hiệu Brighton sắp có huấn luyện viên mới. Sau khi xác nhận chia tay huấn luyện viên Roberto Jazebi, Brighton đã nhanh chóng tìm được thuyền trưởng mới. Tờ The Athletic đưa tin Mông Biển sắp bổ nhiệm nhà cầm quân Fabian Hujele vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Đây là cái tên còn khá xa lạ ngay cả với các cổ động viên Brighton. Huấn luyện viên Hujele là vị chiến lược gia còn rất trẻ. Năm nay ông mới chỉ 31 tuổi. Thành tích đáng chú ý nhất của ông là dẫn dắt câu lạc bộ ST Poli thăng hạng lên chơi tại Bundesliga mùa sau. Chiến tích này giúp vị huấn luyện viên người Đức lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ, trong đó có Brighton. Nếu nhận lời dẫn dắt Mòng Biển, Fabian Hujele sẽ trở thành huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh Beckenbauer K1. Huấn luyện viên Ole có thể tái xuất Ngoại hạng Anh. Theo tờ The Sun, huấn luyện viên Ole có thể sẽ tái xuất giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải tới trong màu áo Leicester City. Bầy cáo đang tiến hành đàm phán về việc bổ nhiệm nhà cầm quân người Na Uy vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Leicester City đã nhắm tới cựu huấn luyện viên Man United từ mùa hè năm ngoái nhưng không thành công. Sau khi huấn luyện viên Angel Mareca rời ghế huấn luyện viên trưởng để chuyển tới Chelsea, Leicester quay trở lại với mục tiêu cũ là Solskjaer. Vị chiến lược gia 51 tuổi được cho là rất hứng thú với cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Ole, Leicester City còn nhắm tới một số huấn luyện viên khác, trong đó có huấn luyện viên Maurizio Sarri Beckenbauer K1. Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sub thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sub thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200.000 bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500.000 bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sub tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền. Các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.